the best party tonight. The Face. Chương trình truyền hình thực tế về người mẫu nổi tiếng thế giới đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Với sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng, họ là ba người có sức ảnh hưởng lớn trong giới người mẫu Việt ở thời điểm hiện tại. Người mẫu ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Rất là băn khoăn, cũng đã khá lâu khán giả quên mất Tình đã từng là một người mẫu. Chính vì thế mà Mỹ Hà nhận lời là một trong những huấn luyện viên cho The Face, gương mặt thương hiệu của Việt Nam. Người mẫu Hoa hậu Phạm Hương. Là mọi người đang hoài nghi về khả năng của Phạm Hương, nhưng Phạm Hương xin đính chính lại rằng Phạm Hương là một người có tận 6 năm kinh nghiệm trong nghề người mẫu. Và bên cạnh đó, Phạm Hương hiện tại đang là một trong những hình tượng mà rất là nhiều người, rất là nhiều fan hâm mộ đang yêu thích và theo đuổi hình tượng của Phạm Hương. Người mẫu Lan Khuê. Ở thời điểm hiện tại thì Lan Khuê là gương mặt quảng cáo cũng như đại diện của một số nhãn hàng trong và ngoài nước. Điều mà Lan Khuê tự tin nhất về bản thân mình đó chính là chuyên môn, là kinh nghiệm đối với nghề người mẫu. Từ khắp các vùng miền trên cả nước, các thí sinh tài năng đã đến và tham gia vòng tuyển chọn của The Face gương mặt thương hiệu. Sẽ chỉ có 25 thí sinh ưu tú và phù hợp nhất được lựa chọn. Điều các bạn cần nhất đó chính là kinh nghiệm. Mà điều này thì không thể chối cãi. Phạm Hương luôn tự tin vào khả năng của mình cũng như những gì mà mình thể hiện trước công chúng. Tim Lan Khuê, những chiến binh bắt kè hoa. Và hãy coi chừng. Hôm nay, trong gương mặt thương hiệu, 25 thí sinh sẽ bước vào thử thách đầu tiên đầy kịch tính. Đến cuối ngày, các vị huấn luyện viên sẽ phải chọn ra 5 thành viên xuất sắc nhất để vào đội của mình. Xin chào các bạn. Thật là hãnh diện khi là người đầu tiên được chào đón các bạn đến với chương trình Gương mặt thương hiệu The Face Việt Nam. Các bạn có vẻ đang rất hào hứng và đã chuẩn bị sẵn sàng cho tinh thần thể hiện mình. Nhưng trước hết chúng ta hãy chào đón ba trụ cột của The Face Việt Nam. Người mẫu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Tôi là Hồ Ngọc Hà, rất vui sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình này. Người mẫu, Hoa hậu Phạm Hương. Chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Hương, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và cuối cùng là người mẫu Lan Khuê. Xin chào các bạn, tôi là Lan Khuê. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm kiếm gương mặt thương hiệu The Face Việt Nam. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu sâu về nhau cho những thử thách sắp tới. Trong thử thách đầu tiên của chặng đường chinh phục gương mặt thương hiệu, các thí sinh phải tự xóa đi lớp trang điểm của mình để lộ gương mặt mộc thực thụ. Và trong mỗi chúng ta chỉ có 5 phút để thực hiện đủ 3 cảm xúc: vui vẻ, giận dữ và sợ hãi. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Đây là một thử thách tưởng chừng như đơn giản nhưng thực sự không hề đơn giản. Với một khuôn mặt mộc và đặc biệt hơn nữa, họ là những thí sinh mới, họ là những người mới, có những người chưa từng trải, chưa từng biết khi mà đứng trước camera sẽ bắt được khoảnh khắc như thế nào. Thí sinh đầu tiên tham gia chinh phục các huấn luyện viên trong thử thách mặt mộng là một cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Chào em. Dạ em tên Lily. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 93. Đầu tiên có lẽ là biểu cảm hạnh phúc thì em sẽ nhập tâm được ngay, bởi vì chị thấy em là người có vẻ rất là hay cười đúng không? Bề ngoài cười chứ trong lòng khóc. Vậy nghĩa là mình sống không thật với cảm xúc à? Cảm xúc mình như nào mình thể hiện như vậy. Còn ngay bây giờ thì cho chị xem những cái biểu cảm hạnh phúc nhất của em khi mà em nhận được những cái tin vui của mình. Em ơi, hạnh phúc nó thể hiện trong ánh mắt nha, chứ không phải là cười là hạnh phúc. Ánh mắt, nhớ nha, ánh mắt. Nó thể hiện được cái điều mà sự vui trẻ nha. Cho em lựa chọn, sợ hãi hay là em giận dữ một cái điều gì đấy? Làm cả hai được không ạ? Được luôn, cảm ơn em.
Còn ngay bây giờ thì có thể thể hiện sự quyến rũ nữ tính của mình nhé. Cảm ơn em. Anh Nhu. Sao em còn khó không? Không có khó, nhưng mà em là bị giống như là không có biểu hiện được bằng cách mắt ấy. Không có làm tốt, không biết là không có làm được cái sức của mình ấy. Không sao. Lúc đầu ấy, kiểu người đầu tiên đi thì mình cũng nói không sao, cũng tự tin á. Bước lên một cái xoay lại nhìn mấy chị. Em xin chào ban giám khảo. Em tên là Ngô Thị Quỳnh Mai, năm nay em 21 tuổi. Chị được biết là em là một người cũng khá là cá tính. Cá tính. Vậy lý do gì? Điều gì? Em muốn chinh phục hơn nữa? Em muốn thành công hơn nữa? Hay là em muốn thắng bản thân mình hay thắng bởi một ai đấy? Đối với em quan niệm về những cuộc thi đó là những sân chơi để mình có thể học hỏi, tìm kiếm kinh nghiệm, cũng giống như là cơ hội để mình tìm danh hiệu riêng cho bản thân mình. Đây cũng là cái việc mà mình làm để thể hiện niềm đam mê của mình đối với nghệ thuật. Và em đến The Fan năm nay cũng là để khẳng định lại hình ảnh của mình. Em không thô lỗ, em không ham ăn, em không gọi là vô tư, quá vô tư. Và em tôn trọng khán giả, em tôn trọng những người hâm mộ em, luôn ủng hộ em. Và em muốn thể hiện cho họ thấy rằng em còn nhiều các mặt khác nữa và mọi người cần nên biết đến. Lan Khuê tin và cảm nhận được bên trong Quỳnh Mai, bên trong các con người cá tính và nổi loạn đó là một cô gái giàu tình cảm, giàu cảm xúc. Hãy cho chị một bức hình sống động hơn và hy vọng là nhiếp ảnh gia Danny sẽ giúp cho em có một cái khoảnh khắc để thực sự chinh phục tất cả ba huấn luyện viên. Thì bây giờ em xin phép được thể hiện bức hình động như ý của chị bằng động tác cơ bản thôi, là những di chuyển hàng ngày. Em hy vọng là mình sẽ làm được để mà thả được điều kiện của chị. Mình dành rất là nhiều thời gian để mà rèn luyện những cái kỹ thuật cơ bản nhất và những cái điều nhỏ nhặt nhất mà mọi người không nghĩ đến. Và đó cũng là cái thể hiện cho thấy được mình quyết tâm cỡ nào đến với chương trình The Face. Còn bây giờ thì bạn có bao nhiêu cái kinh nghiệm thì bạn hãy thể hiện trên ống kính để ba vị huấn luyện viên được nhìn thấy những nét cá tính của mình. Đừng chuyển đổi cái cảm xúc của mình quá nhanh khi mà anh nhiếp ảnh chưa kịp bắt cái thần thái đấy. Yeah! Chị rất là hạnh phúc khi mà được nhìn thấy em ở sân khấu của The Face. Điều đó có nghĩa rằng là em dám tiếp tục đối diện với những thử thách mới trong cuộc sống của em. Chị nghĩ thí sinh này cũng có thể là thí sinh tiềm năng bởi vì là có thể thể hiện nhiều. Hãy cho ngồi ở trong đợi để được diễn gì cho mấy chị nghe, mấy chị coi. Xem hết rồi từ dễ nhất đến khó nhất. Không khó tiếng gì hết. Yeah! Là một fashionista và là người yêu thích sự hoàn hảo, nên đối với tôi, sự kỹ lưỡng và cẩn thận trong công việc là điều ưu tiên nhất để mang đến cho khách hàng của mình những sản phẩm tuyệt vời. Công việc của Châu là một stylist thì những lần đó Châu đều đứng đằng sau ống kính và theo dõi các bạn người mẫu. Còn bây giờ khi mà đứng bước qua sân chơi này thì Châu đang đứng với tư cách là một người mẫu. Nhìn cái diện mạo của em như thế này thì chắc là em cũng là một cái người rất là yêu nghệ thuật. Dạ vâng ạ, năm 2015 thì em có đạt giải quán quân Fashionista. Để thử xem một stylist thì sẽ chụp hình như thế nào trước ống kính. Thật ra những cái xuất hình của bạn chưa thật sự là tốt nhất và xuất sắc nhất. Nhưng mà ở bạn có một cái điều khiến cho ba huấn luyện viên cảm thấy thích thú, đó chính là gương mặt của bạn. Phạm Hương nghĩ rằng là bạn có lẽ là một trong những thí sinh mà Phạm Hương ấn tượng nhất từ đầu tới bây giờ. Tại vì dù sao thì bạn cũng đã biết được rằng là cái điểm mạnh của mình ở đâu, cái cá tính thực sự của mình ở đâu. Và bạn cho mọi người thấy được cái điều đó ở mình. Và Phạm Hương muốn hỏi rằng là bạn có tự tin trong cuộc thi này là mình sẽ đi thật là sâu không?
Dạ, đối với cá tính của em thì em tự tin 100%. 100%. Mình là thí sinh lớn tuổi nhất. Chính vì là lớn tuổi nhất cho nên là mình sẽ trải nghiệm nhiều nhất. Đối với mình ấy, không hẳn là cái cuộc sống là phải đến một cái đích nào đấy, mà cái quan trọng là mình đi được như thế nào ở trên cái bước đường của mình. Rất là bất ngờ khi thấy Thiên An quyết định tham gia The Face của Việt Nam. Quyết định tham gia chương trình The Face này, thứ nhất là đương nhiên là giải thưởng. Cái thứ hai là lấy được cái kinh nghiệm cho mình. Và cái thứ ba nữa là đem lại cho mình cái cơ hội, biết đâu mình có thể thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Phạm Hương muốn được nhìn thấy một số cái biểu cảm quyến rũ. Hơi khó đúng không? Vì bạn mình rất là mạnh mẽ. Cái gì đó rất là bất cần. Đấy là cá tính của họ. Cảm ơn Thiên An. Theo như chị đoán là ở bên trong của em rất là mạnh. Khi đấy cũng là một cách hay để em không trộn lẫn với tất cả những thí sinh khác hoặc là những người con gái khác. Nhưng mà sẽ còn nhãn hàng khi mà họ còn yêu cầu là chúng ta phải thể hiện đúng tinh thần cái sản phẩm mình muốn quảng cáo chẳng hạn. Thì hy vọng là Thiên An sẽ hiểu hơn nữa, sẽ trau dồi hơn nữa, sẽ cố gắng hơn nữa. Em thì nghĩ rằng là Thiên An sẽ là một trong những cái yếu tố rất là đặc biệt của chương trình lần này. Có vẻ như em đang muốn gọi là cướp cô ấy về đội của mình đúng không? Em phải cố gắng, đúng không? Thiên An có một cái nguồn năng lượng giúp cho cả ba huấn luyện viên cảm thấy rất là trẻ trung và cảm thấy yêu thích. Tuy nhiên điều mà Thiên An còn thiếu ở đây đó chính là Thiên An chưa kiểm soát được cơ thể của mình và Thiên An vẫn chưa thể nắm bắt được cái vị trí của ánh đèn cũng như là vị trí của máy ảnh. Cái gì theo mình ấy thì cũng sẽ học được. Cần cù thì nó bù thông minh thôi. Phạm Hương sẽ giúp Thiên An. Lan Khuê cũng có thể giúp cho Thiên An làm được điều đó nếu Thiên An về đội của Lan Khuê. Rồi, cảm ơn ba chị. Ồ, bạn ấy sẽ là một nhân tố rất là tuyệt vời, sẽ là một trong những thí sinh có rất là nhiều màu sắc mà Phạm Hương sẽ mong muốn có được trong đội của mình. Trước kia mình là một vận động viên múa rổ và nó chỉ liên quan đến thể thao, nó không liên quan gì đó đến nghệ thuật như kiểu ca múa nhạc. Mình lại trông chờ những điều đó ở những bạn mới mẻ và chưa biết gì về nghề đúng không? Vận động viên bóng rổ ơi, cười này dịu dàng quá. Mỗi lần em đập bóng mà em thắng thì em như thế nào? Em có thể dùng một nụ cười hạnh phúc đến mức rơi nước mắt không ạ? Nếu yêu cầu Hà làm một cái bức hình như thế, Hà cũng cần phải có thời gian để lấy cảm xúc chính mình. Tại sao em lại chọn cái thể hiện cái cảm xúc mà vừa cười nhưng mà chị thấy là em rơm rớm giọt nước mắt như thế này? Bình tĩnh, hít sâu. Phạm Hương nghĩ rằng là khi mình đứng đây thì chắc chắn là mình đã phải vượt qua được rất là nhiều người rồi đúng không? Và quan trọng hơn nữa là mình phải tự tin lên, tự tin vào chính bản thân mình và cho mọi người thấy rằng là mình xứng đáng và chỉ có một cơ hội thôi nhá. Cho chị được hỏi thêm một chút nữa, tại sao mà em lại rơi nước mắt? Cái cảm giác mà khi mà em được một mình em 3 giờ sáng đi đến bệnh viện để chuẩn bị sinh cháu á. À, em có em bé rồi à? Em đã có 2 cháu ấy. Có 2 cháu rồi. 2 cháu rồi, wow. Dễ mà rất là đẹp. Chị hy vọng là khi em đã trải qua rất là nhiều những biến cố thì cái cơ hội dành cho mình sẽ không còn nhiều nữa. Cho nên là em phải biết nắm bắt những cái cơ hội đấy. Đây là cơ hội của em nên em đã quyết tâm nắm bắt và theo đuổi nó. Hà nghĩ đã là một người mẹ từng trải và một người mẹ dành tình yêu lớn cho con của mình thì Thoa đã biết cách thu hút tất cả các huấn luyện viên bằng nụ cười mà trong ánh mắt thì có chứa rất là nhiều những điều tâm sự. Tất cả những cái dồn nén cảm xúc đấy sẽ không nói nữa, hãy thể hiện trước ống kính. Hãy cho chị nhìn thấy sự quyến rũ nhất của một bà mẹ 2 con. Nào. Chị hy vọng là em sẽ giữ vững được cái sự bình tĩnh của mình trong cuộc thi này và hãy hiểu mình hơn. Hãy chiến thắng chính bản thân của mình. Bạn đừng có quan ngại tới tất cả những người xung quanh. Chưa thực sự xuất sắc nhưng mà cũng không đến nỗi quá tồi. So với từ nãy giờ thì đây là thí sinh làm cho bọn chị hài lòng nhất. Dạ. Có lẽ là bạn hiểu được nụ cười của mình là đẹp nhất ở trên gương mặt mình đúng không? Dạ.
Cho nên từ nãy đến giờ là chỉ thấy toàn cười thôi. Nhưng nếu như bạn may mắn đi vào vòng trong để một trong ba huấn luyện viên chúng tôi mà để huấn luyện bạn, thì hy vọng là bạn sẽ thể hiện nhiều hơn nữa những cá tính của mình. Tôi đã từng tham gia rất là nhiều cuộc thi cũng như là cái kinh nghiệm trên sàn diễn cũng như là photoshoot. Lan Khuê cũng đã nghĩ rằng cái cuộc thi The Face khá là phù hợp với Mille. Mille hãy thể hiện cái cảm xúc hiện tại của mình. Ánh mắt của Mille chưa có cái thần, chưa thể hiện được một cảm xúc nào hết. Thực sự là khi trước bỏ lớp makeup đó ra thì đôi mắt của tôi có nhiều người nhận xét cũng như nhiều những ảnh gia nhận xét là nó có vẻ như hơi buồn ngủ. Nên tôi rất là lo lắng, có thể cho em chụp thêm vài tấm nữa không ta? 3 tấm thể hiện 3 trạng thái khác nhau. Cảm ơn Mille. Thúy Phương Anh thực sự là một thí sinh mà Phạm Hưng rất là thích thú. Phạm Hưng rất là ấn tượng với em ấy. Ở cái độ tuổi 19 này, bạn đem tới cái năng lượng cũng như cái sức trẻ và sự căng tràn trong từng bức hình. Và nãy giờ ba vị huấn luyện viên cảm thấy rất là hài lòng. Thật ra bạn có những đường nét rất là cá tính trên gương mặt. Và nếu những đường nét thì được khai thác thì bạn sẽ là một trong những thí sinh có tiềm năng. Tất cả mọi chuyển động, mọi cử chỉ, những cái biểu cảm nó rất là tự nhiên. Nó đến như từ chính trong con người của em bộc lộ ra. Là thí sinh cuối cùng bước vào thử thách, chúng Huyền Thanh với sức trẻ và sự đáng yêu của mình hy vọng cô gái đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ sẽ có một phần thể hiện thật ấn tượng. Kiểu cá đã tính lên sân khấu em làm của này á. Cám ơi, chị phải tắm thôi nha. Em nâng vai một xíu để cổ á, cổ thôi, đấy rất là chuẩn. Mình nghĩ là phần thi gợi cảm mình thể hiện tốt nhất, thì khi đó mình có thể bộc lộ được hết tất cả tố chất bên trong con người mình ra. Em là người Hải Phòng cùng quê với chị Phạm Hương. Em sinh năm bao nhiêu? Em 97 ạ. Bây giờ em hãy thể hiện sự quyến rũ trước. Chị nghĩ rằng là em nên hạn chế cái phần tay của em vì cái khuôn mặt của em về cơ bản rất là đẹp. Em cái cổ á, cái phần cổ là cái phần quan trọng nhất. Em nhìn nè, cái tấm hình của em nó bị rụt cổ, bị mất cổ rất là nhiều. Thẳng lưng lên. Đó, vươn cổ dài ra. Đúng rồi. Cái góc mặt của mình. Và em nhớ là em thử quay 2/3 mặt nha, tại vì gương mặt cận cảnh thì nó hơi to, hơi tròn. Đúng rồi, vén tóc ra, vươn dài cổ ra. Lan Khuê có vẻ như là hơi vội vã một chút khi mà thể hiện bản thân mình quá nhiều trước tất cả các thí sinh. Được rồi, chị sẽ giúp em, chị sẽ giúp em. Thí sinh là thí sinh tiềm năng. Bây giờ cái khuôn mặt của em đã rất là đẹp rồi đúng không? Dạ. Bây giờ khi mà phải cho mọi người thấy rằng là mình có được cái cá tính thế nào? Có thể cho nhìn thấy một bức hình của Hương ở đây được không? Được chứ? Có thể về đội của chị được không? Chị nghĩ rằng là quan trọng là em tự tin lên, em cho cơ thể của em được linh hoạt, các dáng thô của em. Một trong những ưu điểm của Phạm Hương mà khiến cô ấy tỏa sáng đó chính là sự tự tin. Và đôi khi cái sự tự tin đó nó trở nên thái quá, khiến mọi người xung quanh cảm thấy hơi mệt. Chị nghĩ là đỡ hơn, khác biệt hơn khi bạn ấy cười đúng với độ tuổi của bạn ấy, cái nét trẻ. Chị nghĩ rằng là trong những cái khuôn hình của em á, thì đang cho thấy rằng là vấn đề tăng cân trên khuôn mặt của em. Tự mình cũng cảm nhận được điều đó và nhiều lúc cũng cảm thấy tủi thân lắm. Nếu mà em đi vào vòng trong được thì em phải làm sao nghiêm khắc với bản thân mình về cái chế độ giảm cân của em. Mình đang ở tuổi ăn tuổi lớn nên là cái kiềm chế trước đồ ăn hơi khó đối với mình. Phạm Hưng sẽ giúp em thay đổi. Em nhìn trong 3 người này, người nào cân nặng mà giữ vững phong độ nhất thì đó là chị. Thế nên suy nghĩ lại, nếu muốn đi tiếp thì vào đội chị, giảm cân rồi đi rồi, tiếp. Rồi, được rồi, một lát nữa các bạn lựa chọn, rất là tranh cãi tiếp. Rồi, mời em. Cảm ơn em. Xong rồi. Chị cảm ơn em. Trời ơi. Lâu quá. Sao lâu thế? Em hả?
Em wow. Thương góc mà em đứng em nhìn ban giám khảo này, em đã thấy có đất cổng hồn. Vào thấy mặt nó đỏ như trái cà chua vậy trời. Mà sao hồi nãy ra có thân 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 như thế nào? Em có sức tiêu em. Thế này nè. Các thí sinh đã phần nào nhận ra được một số ưu khuyết điểm của bản thân qua những lời góp ý chân thành từ các vị huấn luyện viên và sẵn sàng hơn để bước vào các thử thách tiếp theo. Chào đến tất cả 25 bạn thí sinh xinh đẹp. Xin tự giới thiệu, tôi là Tóc Tiên, đại sứ nhãn hàng Oppo sẽ tham gia cùng với các bạn trong chương trình The Face Việt Nam mùa thứ nhất. Và Tóc Tiên không chỉ đến đây để theo dõi các bạn mà còn mang đến một thử thách rất là bất ngờ, đó là chụp hình selfie. Tóc Tiên chỉ chia sẻ một chút xíu những cái bí quyết cơ bản nhất để các bạn có thể có được một tấm hình selfie hoàn hảo nhất có thể cùng với điện thoại Oppo F1 Plus mới nhất này. Điều thứ nhất khi các bạn thực hiện một tấm hình selfie đó là thần thái tích cực và tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống của mình. Điều thứ hai đó là chọn phông nền background gọn gàng, thử nhiều biểu cảm gương mặt khác nhau với lại canh chỉnh nhiều góc độ cho phù hợp. Và trong điều kiện thiếu ánh sáng thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Trong thử thách lần này, các thí sinh sẽ phải thực hiện một bức ảnh selfie đẹp nhất cùng với chiếc điện thoại Oppo F1 Plus kết hợp với phần mềm Beautify chụp hình trong mọi điều kiện ánh sáng. Thí sinh có bức ảnh selfie đẹp nhất sẽ nhận được một phần thưởng giá trị từ đại diện Oppo Tóc Tiên. Thanh có thể căn được góc vào khuôn mặt mình đẹp và góc vào khuôn mặt của mình sẽ xấu. Không chỉ riêng góc mặt mà từ độ ánh sáng phản chiếu vào để khiến bức hình được đẹp hơn. Và Thanh nghĩ là cái phần đấy là Thanh rất tự tin khi mình có thể tự chỉnh được căn được góc độ của mình. Lúc đó Tiền cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, bởi vì bình thường khi đi chơi với mọi người như thế nào thì Tiền vẫn như vậy thôi. Và khi Tiền chụp ra những cái bức ảnh thì Tiền cứ chọn những cái nào đó mà Tiền cảm thấy nó đã ok đối với Tiền rồi. Nhưng mà Tiền vẫn cảm thấy lo lắng lắm, bởi vì selfie không phải là sở trường của Tiền. Ok, nó có chế độ fair and rosy, this is fair and this is rosy. Còn cái này là cái mức độ mịn của da. Đó. Thì giờ mặt chị hơi bị tối á chị ạ. I think it's better. Rồi. Ngân là có một khuôn mặt rất là tròn, nên khi selfie thì Ngân thường chọn góc nghiêng nghiêng. Và khi mà nghiêng nghiêng như vậy, có những cái tấm hình thì mình điều chỉnh được là nó cân bằng với cái tấm hình đó. Còn có những cái góc hình là mình cảm thấy nó hơi bị trống, nên Ngân nghĩ là thêm một cái ly, thêm một bông hoa gì đó sẽ làm ấn tượng hơn với tấm hình selfie của mình hơn. Các thí sinh sau khi hoàn thành xong phần thi của mình sẽ tự chọn ra một tấm hình ưng ý nhất, và Tóc Tiên, đại diện Oppo, sẽ dựa trên những tấm hình đó để tìm ra người chiến thắng. Theo Thủy thấy thì 25 bạn này bạn nào cũng đẹp hết. Theo Thủy tấm nào là tấm đẹp nhất? Tấm này Thủy nhìn rất là tây á. Như tấm này thì Tiên thích tấm này. Nhưng mà cái biểu cảm của bạn ấy rất là tốt á. Khó khăn nha. Quá khó. Bạn Lily này, cái gương mặt của bạn rất là tây, cho nên là khi một cái tấm hình nhìn vào nó có một cái chiều sâu. Một số bạn có những cái tấm mà Tiên chọn Tiên thấy rất là đẹp rồi, nhưng mà thứ nhất là bị hoặc thiếu sáng hoặc là bị lốt sáng. Như là tấm này này thử thấy đi, bạn này có nụ cười rất là xinh nhưng mà bị ánh sáng nó bị chiếu vào không đủ, đúng không? Một bên là sáng hẳn, một bên thì tối hẳn. Tiên khá là ấn tượng với lại cô bé này. Cô bé có một cái nét rất là cuốn hút và rất là sexy, đúng không? Đúng rồi. Ok, thế là mình quyết định đồng ý là bạn này nhé. Tùy đồng ý nha. Yeah. Ok. Và bây giờ Tóc Tiên sẽ đại diện cho thương hiệu Oppo trao giải cho các bạn, đó là một chiếc điện thoại Oppo F1 Plus. Tiêu chí khi Tóc Tiên lựa chọn tấm hình này đó là nó sẽ bao gồm, nó sẽ cái sự dung hòa đầy đủ giữa việc lựa chọn ánh sáng, lựa chọn bố cục và biểu cảm gương mặt.
Và bây giờ tấm hình selfie đẹp nhất thuộc về một cô nàng tóc dài rất là nổi bật, là bởi vì là cô nàng duy nhất mặc đồ đỏ ngày hôm nay. Xin chúc mừng chúng Huyền Thanh. Mời em bước lên đây ạ. Rất là vui khi mà được chị Tóc Tiên xướng tên là người chiến thắng trong thử thách lần này. Thì Thanh cảm thấy mình rất bất ngờ, không thể ngờ được những lời góp ý của chị Tóc Tiên lại có thể giúp Thanh chiến thắng được cuộc thi. Xin chúc mừng chúng Huyền Thanh với tấm hình selfie đẹp nhất trong ngày hôm nay. Và dĩ nhiên là các bạn còn lại không có gì phải buồn cả, bởi vì chúng ta còn rất nhiều thử thách với rất nhiều phần thưởng đang chờ đợi phía trước cả 25 thí sinh của The Face Việt Nam. Thử thách chụp hình với trang phục dạo phố sẽ mang tính chất quyết định cho sự ra đi hay ở lại của các thí sinh. Có thể nói rằng là The Face là một cuộc thi mà rất được trông chờ hiện nay. Và các thí sinh, mọi người cũng sẽ rất là tò mò và không biết rằng họ sẽ như thế nào và sự thể hiện của họ sẽ ra sao. Mình đang mặc một chiếc áo rất là nữ tính, nó thể hiện nhẹ nhàng lại. Bản thân của em cũng chưa biết tạo hình chụp dáng nhiều nên là khá là hơi là ngượng ngùng. Mình đừng đổ đại theo bộ đồ. Đúng, nó hở vai, mình phải dùng vai, nhưng đừng quá cứng. Chị ước có cái kéo, chị cắt cái phần lưới ở dưới kia. Cắt lưới đúng không? Mình cảm thấy rất chi là buồn. Giống như là cảm giác như là bị một gáo nước lạnh vô mặt vậy á. Biểu cảm của em thì thực sự rất là tốt. Em đứng, vai, lưng và mông chạm vào tường. Nó sẽ giúp cho cơ thể của em vươn hơn, linh hoạt hơn và em sẽ có những bức hình đẹp. Chị thích phong cách này và chị sẽ chọn em được. Khánh Ngọc có nụ cười tươi, gương mặt góc cạnh và có thể thể hiện được nhiều cá tính khác nhau trên những khung hình. Một người có kỹ năng, một người rất là chuyên nghiệp. Nhưng đến với phần freestyle thì Phạm Hương lại khá có một chút thất vọng về tôi với Khánh Ngọc. Cái việc mà phối màu sắc rồi cái phần crop top bên trong đó, nó làm cho Khánh Ngọc người bị ngắn đi. Và Phạm Hương thì không ấn tượng lắm. Hôm nay em chọn theo chủ đề là mùa hè. Em lấy màu vàng neon cho nó rực rỡ và làm cho em thêm nổi bật. Chị nghĩ là màu sắc ổn, nhưng mà cái kiểu dáng nó không ổn. May mắn là em có kinh nghiệm tạo dáng. Chứ nếu như một bạn không có kinh nghiệm thì cực kỳ là bối rối trong cái bộ trang phục này. Mai Ngô vẫn chưa biết cách xử lý những cái tà tung, tà bay. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn ạ. Phạm Hương đã biết Lê Hà đã từng tham gia rất là nhiều cuộc thi. Chính vì vậy bạn phải làm như thế nào để rút ngắn cơ hội cho mình và để cho mọi người thấy rằng là bạn là những người xứng đáng ở vòng cuối cùng. Một gương mặt cá tính và có thể dễ dàng thay đổi rất là nhiều phong cách thì Lan Khuê rất mong sẽ có Kim Chi trong đội của mình. Nghĩ là mình có một cái áo rất dài và nó có phần xẻ, mình có thể tung để tạo cho cái bộ đồ có sự mềm mại. Trong thử thách từ đầu đến giờ thì em là cái người thể hiện được cái ngôn ngữ hình thể tốt nhất. Milly, có thể nào mình cởi cái chiếc áo khoác ở ngoài ra? Khi mà em cởi cái chiếc áo khoác ra thì ít nhất là còn nhìn thấy được cái sự thanh thoát trong cái bộ đồ và cái cơ thể của em. Tổng thể rất là quan trọng. Nhấn nhá hơn một chút và mình tìm hiểu rõ hơn về cái phong cách, về cái bộ trang phục của mình thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Khánh Ngân là một gương mặt đẹp, một gương mặt khả ái. Và Lan Khuê biết đây sẽ là một trong những gương mặt mà được các khách hàng cũng như nhãn hàng và người tiêu dùng ưa thích. Chào Ngân, quý cô công sở. Phạm Hương thì vẫn muốn trông chờ em rất là nhiều thứ. Khi mà cái thử thách đầu tiên thì em cười rất là đẹp. Em cũng biết cách để chuyển đổi cảm xúc của mình rất là tốt. Cái phần này thì em cũng hơi an toàn quá. Ồ, bộ đồ mình an toàn quá và để mình biểu diễn thì gần như là nó khá là hạn chế. Phạm Hương đã có những chiến lược riêng. Đội của Phạm Hương thì sẽ có những thí sinh như thế nào? Phạm Hương không nghĩ rằng là Phạm Hương sẽ chọn Diệp Linh Châu về đội của mình. Cháu rất mong là sẽ có một cái tin tốt lần từ ban giám khảo và huấn luyện viên. Chị thích mấy cái đôi màu đen lắm ấy. Chị nghĩ là em nên có một cái turban trên đầu
cái gì thì nó sẽ tốt hơn về cái danh dự mình. Thu Hiền cho rằng cá nhân mình là một người hiền lành, có cá tính nhẹ nhàng. Nhưng mà sau mỗi xuất hình, Lan Khuê thấy được cái sự hoang dại, cái cá tính và cái nét mạnh mẽ. Em muốn xem lại em vừa tạo dáng như nào. Thủy thủ mặt trăng. Em làm rất là nhiều thứ nhưng cuối cùng thì không có một cái pose này cũng có thể sử dụng được. Lúc mà Thu Hiền tập, Thu Hiền cảm thấy rất là ổn. Nhưng mà khi lên sân khấu thì tại vì tốc độ nó quá nhanh, mà mình không thể ghi hình lại tất cả những cái đó. Lúc nãy bọn chị bảo là em cần năng động. Năng động không có nghĩa là làm đủ các kiểu như này. Chị và chị Khuê không thể nhịn được cười. Vậy cô gái này khá là vui, rất là thú vị. Nhưng cuối cùng tấm hình duy nhất cuối cùng em chỉ cần đứng đơn giản và em nhìn vào ống kính. Nên rất là mong là em sẽ tìm hiểu nhiều hơn để rút kinh nghiệm cho bản thân của mình. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn em. Giảm cân ngay nha. Tháng này em giảm được 7kg rồi đấy. Cho chị xin thêm 7kg nữa nhé. Bình thường ở trước em 58kg thôi à. Bởi vì xương em rất to. Khi mà xương to em càng gầy á, sẽ càng đẹp. Không, chị nhớ chị đã gặp Lily trước đây, cách đây khoảng 2 năm. Lúc đó Lily vóc dáng rất là thon thả. Cho nên đừng đổ lỗi là tại vì xương mình to. Thì nếu như vậy thì Lily phải tập thêm thôi. Cái chuyện đó rất bình thường. Mình giống mà vô cái chương trình này Lily biết rõ là mình sẽ là người đẹp nhất. Lily chưa có được sự dịu dàng, nữ tính. Đồng ý cá tính sẽ giúp cho bạn nổi bật. Nhưng mà hãy dùng những cái cá tính đấy của mình đúng lúc và đúng chỗ. Phong cách gì đây nhỉ? Phong cách street style. Ai chẳng biết street style. Thảo Mừng thắc mắc rằng là không hiểu tại sao lại An Nguy lại có một quyết định táo bạo rằng là sẽ cho mình được thử thách tại The Face. Và hiện nay thì bạn ấy cũng là một trong những thí sinh mà rất là được cộng đồng mạng quan tâm và đặt kỳ vọng. Người ta đi tới mình đi lùi. Rất là đáng yêu. Ở Thiên An lúc nào cũng có một cái nguồn năng lượng cứ tươi trẻ, khiến cho Phạm Mừng chợt nảy ra rằng ồ, bạn ấy sẽ là một nhân tố rất là tuyệt vời, sẽ là một trong những thí sinh có rất là nhiều màu sắc mà Phạm Mừng sẽ mong muốn có được trong đội của mình. Em nghe mọi người nói là nhìn thấy em mạnh mẽ quá cho nên em chọn cái chiếc đầm này để trưởng thành hơn, để nữ tính hơn hay như thế nào thì chị chưa hiểu ý đồ của em. Tuy nhiên là nó nuốt đi cái phần cơ thể của mình thứ nhất, cái thứ hai là đôi bốp đấy làm cho mình cũng trở nên ngắn lại. Nên là hãy suy nghĩ thật kỹ cho những cái sự lựa chọn của mình trong những thử thách nhá. Ok. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 3 phần thi của mình. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất, giây phút quyết định 15 thí sinh sẽ về với 3 đội của huấn luyện viên. Đồng nghĩa với việc sẽ có 10 thí sinh bị loại. Thí sinh được một sự lựa chọn từ các huấn luyện viên sẽ hiển nhiên về đội của huấn luyện viên đã chọn. Thí sinh được 2 sự lựa chọn từ huấn luyện viên trở lên sẽ được quyền tự chọn lựa huấn luyện viên mà mình yêu thích. Và còn lại, thí sinh không được sự lựa chọn nào hết sẽ phải dừng chân tại đây. Xin mời huấn luyện viên. Lan Khuê cũng đã hiểu cái cảm giác mình là một thí sinh. Cái cảm giác mong muốn tất cả những cố gắng và nỗ lực của mình, mong muốn được người khác nhìn nhận, được người khác công nhận và đón nhận nó. Lựa chọn về team của Lan Khuê là những gương mặt có tiềm năng và có thể chinh phục được khách hàng, người tiêu dùng, có thể dễ dàng biến đổi để trở thành nhân tố sáng giá của thời trang cao cấp. Thực sự thì tất cả các bạn đứng đây, dù người nào đi tiếp, dù người nào thất bại đi chăng nữa, Phạm Mừng hy vọng rằng tất cả các bạn hãy đừng bỏ cuộc, vì chúng ta tuổi trẻ, đừng ngại gì không thử. Xuất phát điểm của Phạm Mừng chính là một thí sinh từ truyền hình thực tế. Phạm Mừng nghĩ rằng với những kinh nghiệm, với những cái khả năng mà mình vốn đã có, đã từng trải qua từ truyền hình thực tế, thì Phạm Mừng sẽ biết chắc chắn rằng là mình nên giúp các em ấy như thế nào và hướng họ thay đổi hình tượng ra sao. Chỉ nói một điều duy nhất là có ngã thì tự đứng dậy và bước tiếp. Nếu bây giờ các bạn nào may mắn đi tiếp thì phải biết như thế nào để xứng đáng với những gì mà mình giành được. Cứ luôn mỉm cười, mọi thứ tốt đẹp sẽ luôn đến. Đến một trận chiến này, chỉ đơn giản rằng là Hà có rất nhiều những kinh nghiệm trong nghề. Người mẫu, ca hát, kỹ năng biểu diễn, kỹ năng sống. Có cả những đau đớn vấp ngã và có cả những đứng dậy. Và Hà nghĩ rằng đây chính là điều mà các bạn rất cần. Chắc chắn là tôi sẽ là một trong những thí sinh bước vào nhà chung.
Mình sẽ học hỏi nhiều hơn và sẽ cố gắng nhiều hơn nếu như có cơ hội đi tiếp các vòng sau nữa. Mình thật sự rất hồi hộp, không biết là mình có được chọn hay không. Thí sinh đầu tiên mà chị cảm thấy sau hai thử thách, bạn ấy đã trưởng thành, đã tạo được ấn tượng. Xin mời thí sinh Lê Hà. Với Lê Hà đã có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng không ngần ngại những thử thách mới, không ngần ngại sự nhàm chán đối với khán giả. Em cũng muốn Lê Hà vào đội của em. Sao Hương đòi giành với chị? Em hiểu Lê Hà hơn chị. Em cũng là thí sinh ở cùng phòng với bạn ấy. Wow. Lê Hà lại có một gương mặt ưa nhìn. Ít nhất là ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể làm cho chúng ta ngưng ánh mắt của mình lâu hơn một chút so với các bạn khác. Chị cũng đã rất là lâu không va chạm nhiều trong cái thế giới là đi thi người đẹp, hoa hậu hay là catwalk. Nhưng không có nghĩa là chị đã bị cùn. Không có nghĩa thế. Nếu mà các bạn có coi đến cái đoạn clip mà chị Hà catwalk cho Kelly Boy ở Shanghai Fashion Week thì các bạn có thể thấy thần thái của một siêu mẫu, chị Hà Hồ. Và rất ấn tượng, em không ngờ là đúng là gần càng già càng cay chị. Hoa hậu kinh thiệt quá. Từ từ khuyên nha. Bản thân em thì thiếu sự tự tin và thiếu một cái thần thái. Khi chụp hình thì em vẫn còn hiền quá. Và cái người có nhiều thần thái và sự tự tin đó thì em sẽ chọn chị Hà. Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà là người đã có cho mình thành viên đầu tiên trong đội. Cũng không sao cả, chỉ là bước đầu thôi đúng không em? Rồi, chị cứ coi chừng em đấy. Chị cứ coi chừng em. Cảm ơn em đã về đội của chị. Đi một con đường dài, Lê Hà cần phải biểu hiện rõ hơn những cái sắc cạnh của mình. Phải có cái tôi hơn nữa, phải bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Như hồi nãy Lan Khuê có nói thì Lan Khuê muốn dành sức của mình để lôi kéo, để dụ dỗ một thí sinh mà Lan Khuê rất là thích. Thiên An. Wow, anh Nguy. Thiên An không phải là mẫu người mà Lan Khuê yêu thích khi mà lựa chọn là một người mẫu. Thế nhưng, cần cù bộ thông minh như Thiên An đã nói, Lan Khuê thấy được cái ý chí đó. Ngắt lời Lan Khuê trước nha, Phạm Hương cũng muốn chọn Thiên An. Ngụy Thiên An là một thí sinh rất là mới, chưa có kinh nghiệm, chưa có khả năng cũng như cái cách tạo dáng của bạn ấy. Thiên An là một trường hợp đặc biệt và Phạm Hương muốn được giải mã rằng là lý do tại sao một Thiên An hoàn toàn khác biệt lại có mặt ở đây. Thiên An nghĩ đi, hãy tưởng tượng đi, một người mẫu với chiều cao dưới 1m7 lần đầu tiên xuất hiện trên sàn catwalk với vai trò là một vedette và thể hiện trên những xuất hình GVC trở thành một người mẫu hàng đầu, điều đó có hấp dẫn với Thiên An hay không? Khuê rất là quyết chiến, rất muốn là người thắng cuộc. Và Lan Khuê có thể làm được điều đó. Phạm Hương sẽ không hứa. Em yêu cầu hai chị, em vẫn còn phải lên sóng nữa, hai chị cứ giơ hai tay che hết mặt em. Thôi được rồi, thì em sẽ bỏ tay xuống. Phạm Hương sẽ không hứa cho Thiên An bất cứ cái gì hết. Chúng ta sẽ trải nghiệm cùng nhau, chúng ta sẽ có được nhiều cái cùng nhau. Và bây giờ Phạm Hương muốn cho Thiên An xem tấm hình của bạn ấy chụp với khuôn mặt mộng. Rất cá tính, rất nổi loạn và rất phù hợp với những gì mà Lan Khuê nói với Thiên An. Thực sự em rất thích Lan Khuê tại vì Lan Khuê rất là sâu sắc thông qua những cái thử thách mà những cái bạn xem bạn đưa ra. Và em cũng rất thích Phạm Hương tại vì Phạm Hương hơi giống em một tí. Có cái gì đấy hơi bất bình thường giống em. Ok, thì nói chung là quyết định cuối cùng của em ấy ạ thì là em sẽ về đội của Phạm Hương. Huấn luyện viên Phạm Hương bằng sự thuyết phục tuyệt vời đã có được cho mình thành viên đầu tiên trong đội. Mình cảm thấy rất là vui vì cuối cùng là cái công sức của mình đi tập từ khi mà vòng casting đến bây giờ cuối cùng nó cũng được đền bù, đấy là mình đã được vào top 15 người. Có được ăn chiến đây rồi. À, chào chị về đội nào? Chị về đội của Phạm Hương. Chị về đội của Hồ Hồng Hà gặp em. Phạm Hương quyết định chọn Khánh Ngân. Chị thực sự rất là thích nụ cười của em, rất là đẹp. Và điều đặc biệt hơn nữa, có lẽ rằng là chị là người đã biết được Khánh Ngân từ khi mà em mới bắt đầu bước chân vào nghề khi mà còn rất là nhỏ.
chào mừng em với đội của Phạm Hương. Vậy là em cũng chọn à? Em cũng chọn, không biết làm sao bây giờ. Thế chị cũng chọn Khánh Ngân. Cứ mặc định rằng Khánh Ngân chỉ phù hợp với cái gì đó trong sáng, hiền lành, nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà qua cái thử thách chụp hình mặt mộc cũng như là thử thách chụp hình freestyle thì Lan Khuê nhận ra Khánh Ngân còn có một cái tiềm năng đang rất cần được khai thác, đó chính là khả năng biến hóa ở tất cả những cảm xúc khác nhau. Hương cũng quen em, Khuê cũng biết em. Thế nên chị chỉ nói đúng một câu thôi. Nếu em muốn đạt những gì mình chưa từng có thì hãy làm những gì mà mình chưa từng làm, chúng ta chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện. Chị Hà nhá. Không cần đi hát. Em muốn làm cái gì chị cũng có thể giúp em tỏa sáng, chứ không chỉ là đi thi hoa hậu hay là chỉ là catwalk. Em còn làm được nhiều hơn thế nữa. Đừng mà the face, gương mặt thương hiệu ấy, nó sẽ có rất là nhiều những cơ hội để làm. Và cơ hội đó thì không chỉ riêng chị Hà Hồ có thể đem tới. Không, cơ hội là ai ngồi đây cũng có hết, nhưng ai nhiều hơn ai thôi. Chị à ơi, được rồi, chị im. Dạ em cũng có lựa chọn của mình rồi. Em cảm ơn cả ba chị huấn luyện viên lựa chọn. Sao em không nói sớm làm ba chị nói gần chết. Tối hết rồi. Dạ nếu nói về kinh nghiệm thì em cả ngưỡng mộ cả ba chị. Mỗi chị đều thành công trong mỗi cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ chọn chị Phạm Hương. Tại vì cũng như chị Hương nói là em đã quen chị Hương từ lúc mà em chưa làm nghề mẫu. Và em nhớ những cái lúc mà chị ôm eo em và dìu em đi từng bước chân. Dạ và em nghĩ em sẽ học hỏi chị Hương. Ok, chúc mừng em. Cảm ơn ba chị. Chị sẽ giúp em. Cảm ơn em. Tới phù giờ phút này em vẫn còn nhớ và chứng kiến những cái thất bại hay những cái thành công của chị, để em cố gắng nỗ lực hơn. Và đó sẽ giúp em học hỏi rất là nhiều. Chị ấn tượng với Phương Anh, cô bé có gương mặt sống động. Lan Khuê cũng rất là thích bạn này. Chị sợ rằng là chị mà ra chiến đấu với hai người này nữa thì hai người này ghét chị lắm. Mong em hãy giữ những cái mà em có và hãy bắt đầu sự nghiệp của em, khởi nghiệp của em bằng sự hồn nhiên và bằng sự tự tin, khả năng trong chính con người của em. Bây giờ cái chuyện huấn luyện như nào là chuyện của chúng tôi. Thì em chỉ động viên bạn ấy một chút thôi mà, em đâu có dành với hai người đâu. Cái đấy đâu phải động viên, cái đấy là khuyên đấy, không nghe. Chỉ nghe hai người này. Động viên tí thôi. Nghe hai người này. Và không chỉ riêng chị Hà mà tất cả các huấn luyện viên ở đây thẳng đất từng trải, có những kinh nghiệm, có những bài học. Thôi. Và do những điều đó chị đừng cắt ngang những gì em đang nói. Bạn ấy đã có, chắc chắn là bạn ấy đã có những cái gì mà bạn ấy chọn rồi. Không, nhưng mà chị đừng cắt ngang những gì em đang nói. Đây là những gì em muốn chia sẻ, bởi vì em không biết được rằng bạn ấy sẽ lựa chọn ai. Phạm Hương và Lan Khuê không còn là hoa hậu nữa, không còn là người nổi tiếng nữa để tranh giành thí sinh về đội của mình. Nhưng mà chứ không còn nhiều thời gian nữa. Không, chị đừng cắt lời em. Và ở đây Lan Khuê muốn nói rằng dù cho bạn chọn lựa ai đi chăng nữa thì bạn đừng lo, tất cả các huấn luyện viên ở đây, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bên cạnh hỗ trợ bạn không ngừng. Em muốn được đi tiếp với chị Hồ Ngọc Hà. Tôn trọng mình, tôn trọng các bạn trong đội và làm hết mình, đó là tiêu chí mà những ai muốn về đội của chị. Chị sẽ không giành giật nữa. Nếu đúng tiêu chí thì bước vào đội chị, còn nếu không đúng tiêu chí mời em bước đội khác. Em hãy dùng cảm nhận của mình và lựa chọn huấn luyện viên mà em yêu thích. Người đó là chị Hồ Ngọc Hà. Em không muốn là chiến thắng quá dễ dàng như vậy. À, em vẫn muốn giành đúng không? Chiến thắng khó khăn. Thì bây giờ em chiến thắng phải khó khăn mới là chiến thắng vui. Chị sẽ chọn Lily Nguyễn. Chị thấy là bạn này khá tiềm năng đấy chứ. À, cô này cô không biết mệt mỏi là gì hết. Em bị khủng. Em hơi bị khủng. Em không thở nổi luôn ấy. Mà không khủng mình không làm nghề này được. Mình phải biết dùng cái khủng đấy vào công việc gì, ở đâu. Em nghĩ là em cần một người bị khủng như em. À, bị khủng như em? À, là chị đứng dậy luôn. Bây giờ không phải là em buông tay người khác nữa nha, mà người khác là buông tay em. Vậy đội chị Khuê nãy giờ chưa có. Tới tôi rồi sẽ có. Đội chị Hà là đủ màu sắc rồi đó. Toàn nên vật căng đét rồi kia. Toàn quái vật 5.000 màu. Mình kiểu 50 màu. Rõ ràng Phạm Hương đang có lợi thế hơn Lan Khuê, đó chính là cái sự cô đang được tỏa sáng. Những cái điều may mắn nhất đang đến với Phạm Hương. Lan Khuê mong muốn lựa chọn những cái thí sinh khác
À, nhưng mà các thí sinh đó lại chạy hết sang đội của chị Hà Hồ và Phạm Hương. Trời, Mai Ngô chắc độ lăng quá hay quá. Mai Ngô đã nói là không đội chị Trung với Phạm Hương. Quỳnh Mai xuất thân là một vũ công, cho nên cái chuyển động nó nhanh, nó mạnh. Nhưng mà có những lúc chúng ta còn phải nhẹ nhàng lại, uyển chuyển hơn thì mới có được những xuất hình tốt. Khuê không những là hoa hậu thân thiện mà còn bác sĩ tâm lý nữa. Ừ, đấy. Ô, Quỳnh Mai có cái nổi loạn nhưng mà em vẫn cảm nhận được cái gì đó, nó rất là tình cảm với Quỳnh Mai. Từ những ngày đầu tiên khi mà chị biết em tham gia cuộc thi F-Idol năm 2012 cho tới thời điểm này, chị biết rằng em đã phải trải qua rất là nhiều cuộc thi giống như chị. Và chị biết rằng là sẽ rất là khó để Quỳnh Mai chọn về đội của chị. Nhưng chị vẫn muốn cho Quỳnh Mai thêm một động lực, một like cho sự cố gắng và những đam mê thực sự của em. Và chào mừng em về đội của chị. The Face chính là sân chơi của Quỳnh Mai nếu Quỳnh Mai về đội của Lan Khuê. Em tin rằng bất kỳ điều gì đến đều có cái lý do của nó. Em xin rất hân hạnh được là thành viên đầu tiên của chị Lan Khuê. Lan Khuê mong muốn Quỳnh Mai sẽ thể hiện mình khác đi những gì mà mọi người đã suy nghĩ về Quỳnh Mai. Một cô gái tinh tế, có cá tính nhưng đầy nội tâm. Lan Khuê, sao hay quá vậy? Rất là bất ngờ và vui. Vừa nếu chị Hà chọn cô không dám vô, kiểu chị em không thể nào cạnh tranh với nhau từ lúc đầu. Thí sinh tiếp theo mà Phạm Hương rất là ấn tượng cũng như là thấy rất là thích em ấy, Phạm Hương sẽ chọn Huyền Thanh. Nguyên. Chị nhận thấy được ở Thanh một khuôn mặt rất là đẹp, rất là ăn hình. Hương nói là em có một gương mặt ăn hình, chị không thấy thế. Đây sẽ là một bất lợi rất lớn cho Huyền Thanh. Bởi gương mặt thương hiệu là gương mặt cần phải chụp hình nhiều, cần phải quay hình nhiều. Ở em á, mới nhưng mà về con đường dài cực kỳ tỏa sáng. Từ đây em có thể trở thành một hoa hậu, em có thể trở thành một người đẹp danh giá, và em có thể trở giống thành một chị trong những gương mặt đó. Cảm ơn chị. Nhưng mà hãy chọn những cái gì nó khác một chút. Với những cái kinh nghiệm của chị so với chị Hà, chị chắc chắn với em một điều rằng chị gì đấy có thể biến em ôi dồi ôi giống như chị lúc này và được những gì như chị ngày hôm nay. Hương ơi, chị không nghĩ là em đi chấm thi em cầm theo cái vương miện. Nó không muốn đem những cái điều khác, những cái điều màu mè bên ngoài để lôi kéo thí sinh của mình. Chiếc vương miện nó không liên quan và cũng không phù hợp khi mà đặt ở The Face Việt Nam. Hoa hậu là một trong những gương mặt được rất là nhiều nhãn hàng chú ý tại Việt Nam hiện nay. À chưa chắc cả nhà. Nên là không có nghĩa rằng là khi mà chúng ta không thành công một cuộc thi này thì chúng ta, đúng không? Chúng ta có rất là nhiều con đường khác. Ít khi nhá, hoa hậu biến người khác thành hoa hậu lắm. Điều quan trọng nhất, em phải thành công với chính mình. Em sẽ trở thành, chẳng cần là người duy nhất có chiếc vương miện, nhưng em là hoa hậu trong mắt của mọi người, của khán giả. Thưa chị Phạm Hương, chị là một người mà em ngưỡng mộ. Chị Hồ Ngọc Hào cũng vậy và chị Lan Khuê cũng vậy. Nhưng mà người em chọn duy nhất chỉ có một. Em xin chọn chị Hồ Ngọc Hà. À. Thế là chị đủ rồi nhá. Chị hài lòng rồi nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Giữ em nguyên vẹn. Mà giúp em tỏa sáng. Cảm ơn em nhiều. Cuộc cạnh tranh còn lại sẽ chỉ còn hai huấn luyện viên là Phạm Hương và Lan Khuê. Em ghim vào trong lòng em vụ này. Có thể cho chị ngắm chiếc vương miện em một chút được không em? Được chứ. Đấy, một lát nữa dụ ấy, em đội thẳng lên đầu bạn thí sinh ý. Chắc thì em mới được. Được rồi, chị cứ chờ đấy. Rồi. Hà cũng có một phần tự tin ở trong mình. Đó chính là mình sẽ là người chọn được năm thí sinh về đội của mình sớm nhất. Điều các bạn cần nhất đó chính là kinh nghiệm. Mà điều này thì không thể chối cãi. Chị quyết định chọn em vào đội của chị. Đây là một trong những thí sinh mà Lan Khuê thích nhất. Phạm Hương rất là ấn tượng với em. Bên trong em là sức sống cũng giống như chị. Một cô gái có tố chất,
giàu nội tâm. Em là một cô gái rất là thông minh, năng lực. Chị rất là thích cái gương mặt của em, rất là khả ái. Chị hy vọng rằng em sẽ làm việc tốt với tất cả mọi người để team chúng ta sẽ là team đi đến đích cuối cùng. Em sẽ chọn Lan Khuê. Em sẽ chọn chị Phạm Hương. Chào mừng em. Team của em thì đã có tới 4 người rồi. Và bây giờ em phải đi tìm một màu sắc thực sự là khác biệt và đặc biệt về team của em. Và em nghĩ rằng là ca này nó cũng khó đấy chị ạ. Lại tranh giành nữa. Dạ. Diệp Linh Châu. Có một cái định hướng cho phong cách của mình mà không phải ai cũng giống được như bạn ấy. Từ khuôn mặt, từ make up. Chào Diệp Linh Châu. Chào chị. May quá, nhân tố đặc biệt, chưa có ai chọn. Diệp Linh Châu có thể nhìn những tấm hình của mình đằng sau. Tự nhiên bạn mang một gương mặt rất là cá tính, sắc sảo trong ánh mắt. Thế nhưng ở bạn có một cái nguồn năng lượng rất là tươi trẻ. Bạn là một trong những nhân tố mà Lan Khuê vô cùng mong muốn sẽ có ở team Lan Khuê. Cho xem lại bức hình street style của bạn Châu được không ạ? Em thực sự rất là lo tại vì phần thi của em có khá ít thời gian hơn các bạn khác và cũng không hề được một sự nhận xét từ ban giám khảo. Vì vậy bây giờ em muốn các chị nhận xét. Có những bạn thì huấn luyện viên phải góp ý rằng là phải cái đôi giày này, phải cái túi xách kia, phải mái tóc này, phải áo khoác nọ. Tuy nhiên với Châu thì không hổ danh khi đến đây đã được một cái giải thưởng là một fashionista. Nghĩa là bạn đã có một cái kiến thức căn bản về thời trang. Cái áo nó phải chơi với cái quần. Cái áo khoác nó cũng phải tạo nên một cái sự nổi bật, chứ không phải khoác chỉ để khoác tránh nắng, tránh mưa. Tất nhiên, nổi loạn từng này là đủ. Thêm một chút nữa thì lại hơi quá. Cảm ơn ba huấn luyện viên đã có nhận xét về em. Và em xin đưa ra sự lựa chọn của em. Em xin chọn về đội chị Phạm Hương. Huấn luyện viên Phạm Hương cũng rất xuất sắc khi hoàn thiện đội hình của nhóm mình khá sớm. Chị Phạm Hương thực sự đang thiếu một màu sắc như em, và em nghĩ là mình có thể có tố chất. Đấy là những suy nghĩ của những người thông minh, đúng không em? Mình tin rằng mình có thể là người nổi bật nhất trong số của màu sắc đó. Gặp mình. Ôi, chị không đến với em. Không, chị rất muốn đến với em, nhưng mà chúng ta phải giữ khoảng cách. Bởi vì cái sự xa rời này chỉ là tạm thời thôi, chúng ta sẽ còn đến với nhau. Tim Phạm Hương đủ. Chúng ta có thể thắng sớm ngày hôm nay, nhưng chưa biết chắc những thử thách tiếp theo sẽ là như thế nào. Chị tìm Phạm Hương ạ. Phạm Hương. Lan Khuê có chọn em không? Có, Lan Khuê chọn em. Nhưng mà em chọn Phạm Hương. Wow. Thu Hiền là một tân binh hoàn toàn mới, chưa có bất kỳ một cái kinh nghiệm nào. Đây là một cô gái rất thú vị, một gương mặt thời trang trong tương lai. Một Thu Hiền hoàn toàn khác biệt, cá tính, lạnh lùng. Bảo Ngọc có một cái vóc dáng quá đẹp, thân hình cao, cân đối, cũng như đôi chân dài. Và với sự cố gắng và nỗ lực ở Bảo Ngọc cũng như sự hướng dẫn của Lan Khuê thì Lan Khuê tin rằng Bảo Ngọc có thể chinh phục những xuất hình. Lan Khuê sẽ giúp Bảo Ngọc. Em cũng rất thích chị Lan Khuê và rất vui vì chị đã chọn em ạ. Chúc mừng em. Chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn và ứng viên nào sẽ được huấn luyện viên Lan Khuê lựa chọn về đội của mình. Và bây giờ cơ hội mà Lan Khuê trao cho một bạn. Cơ hội này Lan Khuê mong bạn hãy trân trọng nó và hãy thể hiện thật tốt để chứng minh rằng bạn xứng đáng để là người được trao cơ hội cuối cùng. Mile. Đến giây phút cuối cùng, Mile vẫn tin rằng mình có những cái tố chất cũng như có những cái tiêu chí phù hợp với cuộc thi. Lan Khuê muốn bạn hiểu rõ được cái cảm giác phải chờ đợi và phải cầu mong một cái cơ hội gì đến với bạn. Bởi vì Lan Khuê thất vọng với thử thách đầu tiên và thử thách thứ hai mà bạn thể hiện. Bởi vì Lan Khuê mong chờ một Mile khác, một Mile mà Lan Khuê đã từng biết, một Mile vô cùng tài năng, chuyên nghiệp và là một Mile khiến cho Lan Khuê phải thích thú mỗi khi được nhìn thấy những sải bước trên sàn catwalk hay trong những bức hình. Thực sự là được đứng lên đây và được Lan Khuê chọn là một cái điều hồi hộp nhất mà trong cuộc đời Mile từng trải qua. Mile sẽ cố gắng hết sức mình để chứng tỏ mình giữ những cái may mắn hôm nay là không đáng tiếc. Mile sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn. Hãy trả lại Mile mà Lan Khuê đã từng biết.
Lan Khoa đang rất vui bởi vì mình cũng đã lựa chọn được những thành viên mà mình cảm thấy hài lòng nhất, ưng ý nhất và đầy tiềm năng nhất về team của Lan Khuê. Hà cứ ngỡ Khuê sẽ chọn một người khác. Thực sự, ngưỡng mộ Khuê. Ngưỡng mộ ít nhất rằng Khuê không bị xáo trộn, xáo động xung quanh của mình mà lắng nghe rõ lý trí của mình để lựa chọn cho chiến lược ở trong team của Lan Khuê. Ôi, đau tim lắm. Là gì, con nghĩ là gì nữa? Em với Khánh Vân cứ ngồi đoán quá trời luôn. Không, không gần chết lắm luôn. Không nhận lúc Lan Khuê đọc tên. Không xỉu thật. Chắc có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ vì phải xa Phương Anh và Thành. Vì bọn mình có một thời gian sống chung cùng một nhà với nhau. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với hai em là chặng đường phía trước còn rất là dài. Hãy cố gắng hết sức mình và nếu có thể hãy là quán quân của chương trình. Rất buồn tại vì mình không được chọn vào đội của huấn luyện viên nào hết. Thực ra là khi đến với cuộc thi thì mình đã hy vọng là mình sẽ tìm được nhiều trải nghiệm hơn. Nếu mà được làm lại thì em hy vọng là mình sẽ làm tốt hơn. Hà nghĩ rằng đây là kết quả cũng rất là xứng đáng tại cho Hà, tại vì Hà cũng đã không thể hiện tốt lắm cái phần thi của mình. Thật sự thì mình cảm thấy nó không quá tồi tệ. Với ngôi nhà thân yêu của mình, về với bố mẹ mình và được ở bên cạnh các con mình, có lẽ đấy là điều mình mong chờ nhất bây giờ.